Đằng sau tôi là cái bức tượng thần khỉ. Cái bức tượng này rất là đặc biệt, là chỉ có đàn ông mới được chạm vào và họ cầu cho cái sự khỏe mạnh, sự đàn ông. Còn phía đằng sau, trước mặt đây thì là đang có một nhà sư đang giảng bài, rất là giống với cả một số chùa ở Việt Nam. Các bạn có thể nhìn xem. Okay. I think that's... I know. But